Bài thi tiếp theo, bài thi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc. Chứ tôi còn canh khúc trước nữa. Thì em thấy cái mũi tên này nó thẳng rồi đó mà không biết mũi nào. Hình như có bắn chút bạn. Chết mẹ. Thấy rồi đó nha. Trời ơi, sát mí phải luôn. Không biết có